Lương Gia Huy và Lâm Chấn Huy cùng nhau nói về drama gần đây của hai anh em đã được giải tỏa tốt đẹp. Mình nhân đây mình cũng nói về cái câu chuyện mà hôm qua khi mà mình lên live stream thì có một vài anh em hỏi về câu chuyện là em cao trung đấy, thì mình ok trong cái lúc mà mình bực bội quá, nãy mình cũng có trao đổi với bạn Dương Hồng Thái, mình cũng coi như là bực bội quá và anh cũng đã sorry em nha Lâm Chấn Huy, ok nãy anh em cũng đã sorry nhau rồi, là anh cũng bực bội và nóng giận mà anh nói những cái mà sorry là nó cũng không phải là mà mình anh có mặt ở nơi đó để được chứng kiến. Và sau khi anh nghe em nói và tất cả những cái mà có cái sự cả Khánh Phương gọi điện cho anh rồi cái hôm đó là em này rồi Khánh Phương, Châu Lê Kiệt và như Lâm Triệu Minh nữa, đó là đi qua bên Anh Quốc và diễn, ok thì hôm nay mình khẳng định lại nha, ok nghĩa là mình cũng trong lúc mà mình bực bội quá thì mình nói cái điều đó mà nó chưa có phải là coi như là một cái sự coi như là chắc chắn, ok rồi mình cũng nghe qua một cái vài anh em nói lại thì mình tường thuật lại như vậy thôi, ok rồi đây câu chuyện hai vấn đề đó là vấn đề lớn nhất. Câu chuyện vấn đề đầu tiên là tại sao lại lý do mà để xảy ra cái drama từ hôm qua đến giờ nó lình xình như này, và ok mình dừng lại đây. Còn anh em nào tiếp tục những cái comment thiếu hiểu biết là ok chỉ vì cái máy lọc nước mà mình làm như thế thì ok anh em nó xin lễ phép là cái này nó cố tình không hiểu chuyện và mình cũng xin phép là delete ra khỏi coi như là trang của mình vì mình không cần phải chơi với những người anh em mà nói mãi không hiểu, ok nha. Rồi vấn đề thứ hai là vấn đề của mình có nói về em cao trung người Lâm Chấn Huy thì ok mong báo chí và tất cả những phương tiện mọi thứ dừng stop lại câu chuyện của Lương Huy và Lâm Chấn Huy tại nơi đây và mong là từ nay trở về sau đừng ai nhắc đến những chuyện này nữa, thế thôi xong rồi ok để anh em còn tập trung lo vào công việc tương lai phía trước, còn phải lo cho gia đình và vợ con rồi ok bye bye quý các bạn, cảm ơn bạn Thái, cảm ơn MB rồi ok em Lâm Chấn Huy nha, ok anh em mình những gì cần nói là đã nói hết xong rồi, em cũng làm một cái như vậy để cho tất cả những người ở bên phía bên em hiểu được là anh không phải là con người như vậy rồi ok xong nhá, ok bye bye. Xin chào đại gia đình, Huy vừa mới đi ở ngoài về và Huy nghĩ rằng là Huy sẽ lên đây để Huy nói để cho mọi người, thứ nhất là để cho mọi người an tâm, thứ hai là Huy cũng muốn dừng cái chuyện này lại ở đây để không phiền đến tất cả mọi người và cũng như cái cuộc sống của Huy để tiếp tục cái công việc cho làm được những cái điều tốt gửi tặng đại gia đình. Trước khi thì Huy vào câu chuyện thì Huy xin được cảm ơn đại gia đình mình đã quan tâm yêu thương Huy trong suốt thời gian qua và đặc biệt là hai ngày hôm nay. Huy cũng xin lỗi đại gia đình bởi vì đã cái câu chuyện của Huy với anh Lương Gia Huy mà đã phiền đến mọi người. Cả nhà ơi, hôm nay có anh Dương Ngọc Thái, RMB đã sắp xếp để cho em Lâm Chấn Huy và anh Lương Gia Huy gặp nhau để giải tỏa những cái hiểu lầm và những người đàn ông ngồi lại và kết thúc cái chuyện này để anh em cũng là mỗi người có một cái công việc riêng nữa. Hôm nay hai anh em ra gặp nhau thì Huy cũng đã hiểu được thêm nhiều hơn. Thật ra thì anh Huy cũng là người sống tình cảm, qua một cái chuyện gì đi chăng nữa thì xảy ra thì Huy cũng là người rút được một số kinh nghiệm và anh Huy cũng thế. Chuyện thì cũng khi gặp nhau rồi thì Huy cảm giác được, cảm nhận được là anh Huy sống rất là tình cảm. Khi gọi điện cho Huy thì như Huy không muốn nhắc lại đó là cái chuyện máy đó, là máy lọc nước thì trước sau Huy cũng mua nhưng mà bởi vì chưa đã thông được với gia đình thì bởi vì chính vì cái điều đó Huy đưa máy cho vợ Huy thì vô tình thì lại anh mình lại trách mình là tại sao mình lại không nghe điện thoại, còn thiếu tôn trọng anh đó, thì hai anh em đã giải tỏa được những cái hiểu lầm đó. Và có một cái điều mà quan trọng nhất đối với Huy đó là đã giải bày được những điều mà sai sự thật về em cao trung, thì cái điều này thì Huy nghĩ rằng là để cho anh Lương Gia Huy sẽ là người nói để cho đại gia đình mình hiểu. Huy cảm ơn tất cả đại gia đình. Huy hứa tình cảm này mà còn duyên với anh Huy
Thì Huy nghĩ rằng là qua một cái chuyện, anh Huy cũng rút được một số kinh nghiệm, và Huy cũng vậy, làm được những cái ca khúc tốt hơn để gửi gắm thông điệp đến tất cả đại gia đình. Chúc cho mọi người, tình anh em, tình chị em luôn được gắn kết, luôn được vui vẻ, và mong rằng cả nhà hãy yêu thương Lâm Trần Huy cũng như là anh Dương Gia Huy. Trong cuộc sống thì không ai là hoàn hảo cả. Cảm ơn tất cả mọi người, hãy ủng hộ cho Huy cũng như là anh Huy và anh em nghệ sĩ.